Câu mạng là một loại hình câu cá đã tồn tại từ rất lâu ở các tỉnh thành phía Bắc. Nhiều anh em không ủng hộ cách câu này, tuy nhiên với quan điểm của cá nhân tôi, hình thức câu cá nào cũng có cái hay của nó. Đã từ rất lâu rồi, tôi không được cầm cái bát cước để trải nghiệm lại môn câu mạng. Tôi còn nhớ có lần ba tôi kể, chỉ với cách câu này, hai anh em ông gần như đã câu sạch cá lớn trong cái ao cá Bác Hồ của hợp tác xã quê tôi, và tất nhiên là câu trộm ban đêm. Ngày nay, nhiều người sử dụng máy câu, nhưng câu nguyên thủy thì phải dùng bát cước được làm bằng gỗ mít với cây cần trúc cứng một chút, gắn đầu sứ để chạy dây, lưỡi chùm được nối thẳng vào cước. Khi kéo mạnh, đầu cần sẽ tạo ra một lực rất lớn, làm lưỡi câu di chuyển nhanh, bắt dính bất cứ loại cá nào nằm trên đường đi của nó. Lưỡi câu có thể đâm trúng vào mọi vị trí trên cơ thể của cá, nên khi dính câu, cá chạy rất khỏe. Vì vậy, cảm giác lúc bắt cá sẽ thích thú hơn nhiều. Lưỡi câu chùm là loại lưỡi được ghép với nhau thành chùm, phổ biến nhất là 6 lưỡi, thường được gọi là lưỡi lục, mà ít hơn thì vẫn gọi là lục mà biến tấu một chút thành lục 5, lục 4 hay lục 3. So với các loại hình câu cá trong hồ thì câu mạng đặc biệt hiệu quả và hay dính cá lớn, vì mọi con cá từ to đến nhỏ nằm trên đường lưỡi chạy đều trở thành mục tiêu và hoàn toàn không phụ thuộc vào việc cá có ăn mồi hay không, mà cá lớn thì luôn là mục tiêu dễ dàng hơn. Đừng nghĩ môn câu này là dễ, bạn đã thử chưa? Câu mạng đòi hỏi người câu phải có sức khỏe để quăng cho xa và giật liên tục. Một hình thức vận động toàn thân đòi hỏi sự bền bỉ, dẻo dai nên chắc chắn rất có lợi cho sức khỏe. Câu mạng vào mùa rét là tuyệt vời nhất vì khi đó cá thường tụ lại thành từng đàn và ít di chuyển nên cực kỳ thích hợp cho môn câu mạng.
câu mạng khác với câu ba tiêu chủ yếu là ở lưỡi câu và tầng cá. Lưỡi ba tiêu gồm 3 lưỡi, có ngạnh hoặc không, và được gắn vào một thân trụ khá lớn đúc bằng chì, nên thường là lưỡi sẽ chạy sát đáy bùn. Vì vậy, không chỉ các loài cá mà ngay cả ba ba hay rùa và những loài kiếm ăn dưới tầng đáy và tầng lực đều có khả năng bị dính câu. Một điểm rất quan trọng cần chú ý khi câu mạng hay câu ba tiêu là trước khi văng câu phải quan sát thật kỹ để văng cho chính xác. Thì còn một yếu tố quan trọng hơn đó là đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh. May hôm đó, ngoài đám rô phi thì cuối cùng cũng thấy được một em trôi khá lớn dính câu. Bắt được nó cũng không hề đơn giản chút nào. Cuối cùng cũng phải cảm ơn lão toán nhà quê đã bỏ rơi tôi ở đó nên mới có cơ hội trải nghiệm lại môn câu mạng thần thánh.